Em chào cha mẹ và chào tất cả các con. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các con cách tham gia Google Classroom và nộp bài tập lên trên Google Classroom. Vì từ bây giờ trở đi thì lớp của con sẽ nộp bài tập về nhà của mình lên trên Google Classroom và giáo viên của con sẽ chữa bài trực tiếp cho các con ở trên đấy. Thì thứ nhất là làm thế nào để tham gia được cái Google Classroom? Thì nhờ các con mở vào cái giao diện Google như thế này. Thì bên trên góc phải có một cái ô như là Google Apps hoặc là các công cụ của Google. Thì các con bấm vào và lướt xuống tìm Classroom. Nếu như bạn nào mà dùng tiếng Việt thì nó sẽ ghi là lớp học, các con bấm vào đây. Sau đấy thì con sẽ thấy hiện ra một cái dấu cộng ở bên góc bên tay phải góc trên ấy. Thì các con bấm vào, có hai sự lựa chọn, một là tham gia lớp học, hai là tạo lớp học, thì con chọn tham gia lớp học. Như ở đây thì con thấy là họ bắt con nhập một cái mã để tham gia vào lớp học, đúng không? Thì cái mã đấy là giáo viên đã gửi cho các con ở trên group Viber rồi. Ví dụ là group Basic Plus Communication, group D. Thì đây là cái mã để cho các con tham gia vào lớp học. Các con copy cái mã này lại và dán vào đây. Các con bấm tham gia. Đấy, như vậy thì là các con đã tham gia được lớp rồi. Thì đây là những cái bài đăng, cái thông báo mà giáo viên gửi lên cho các con. Các con có thể bình luận tại đây. Cái vấn đề thứ hai là làm sao để cho các con nộp được bài tập về nhà lên trên Google Classroom. Thì các con bấm vào bài tập trên lớp. Đây, thì các con thấy là Homework of Lesson 15. Đây là bài tập về nhà của Lesson 15. Các con bấm vào. Thì đây là bài tập của lớp mình. Và bấm vào xem bài tập. Thì đây là cái bài tập về nhà. Nếu như con có câu hỏi gì muốn hỏi thầy thì con bấm vào đây để hỏi. Còn đây là nếu như con bấm vào đây thì tất cả các thành viên trong lớp có thể xem được. Nhưng nếu như bạn nào muốn gửi riêng cho thầy thì con bấm vào đây góc bên tay phải là nhận xét riêng tư. Thì chỉ có thầy đọc được thôi. Đấy, thì làm cách nào để con gửi được cái file mà con đã làm, ví dụ bài tập về nhà của con là file PowerPoint hay là file Word hay là ảnh, thì các con bấm vào thêm hoặc tạo. Các con bấm vào tệp. Thì đây, chọn tệp từ thiết bị. Đây, nếu như mà con sẽ chọn cái file mà con muốn gửi lên, đấy là file bài tập của mình. Ví dụ chị Tuyết chọn file này, Summer Camp chẳng hạn, Open. Thì mình bấm tải lên. Đây, sau đấy thì các con sẽ thấy là đây, bài tập của mình đang được tải lên. Sau đấy con bấm chữ nộp thì bài tập của con đã được nộp lên. Nhưng mà ở đây thì chị Tuyết sẽ không bấm vì chị Tuyết đang ví dụ. Thì các con nộp xong rồi thì đấy là các con đã hoàn thành xong cách nộp bài tập về nhà. Và hôm sau các con cũng quay lại đây thì các con sẽ xem được cái nhận xét của thầy cho mình là gì. Đấy, thì trên đây là có hai cái mà chị Tuyết vừa mới hướng dẫn. Thứ nhất là cách tham gia Google Classroom và cái thứ hai là cách nộp bài tập lên trên Google Classroom. Nếu như bạn nào mà làm theo hướng dẫn này nhưng mà vẫn không được thì các con gọi điện đến số hotline của Active Skills, thì khi đấy thì chị Tuyết sẽ hướng dẫn các con trực tiếp. Ok, chị Tuyết cảm ơn các con nhiều nha.